Ayo, hello 500 anh em viewer của Tokyo Camera. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đập hộp phiên bản thứ hai của X-T360 1R, đó chính là chiếc X-T360 1R phiên bản camera 1 inch tôi có ở đây. Và chúng ta hãy cùng đi xem là cái bản 1 inch này nó có khác biệt gì so với chiếc Action Cam khác, cũng như là khác biệt gì so với cả cái phiên bản Green Edition nhá. Và mùa hè đã đến rồi, rất là nóng bức và chúng ta cần phải đi được đi giải nhiệt, được đi du lịch, được đi bơi, đi tắm biển, thì cái chiếc camera này nó sẽ là một người đồng hành vô cùng là hữu ích cho chúng ta đấy. Nào, chúng ta cùng đập hộp ngay con camera này nào. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về bên ngoài vỏ hộp trước đã. Thì bên trong hộp nó vẫn sẽ có là chúng ta một màn hình, một camera cảm biến 1 inch, một đốc pin, cũng như là một kết bảo vệ, và kèm theo đó là một cáp sạc đó. Và chiếc camera này thì được làm cho cả iOS cũng như là Android đều sử dụng được thoải mái. Đây, đây sẽ là cái hình ảnh demo ở bên ngoài chúng ta. Thì trong hộp nó sẽ bao gồm cho chúng ta những cái phần này, còn phần màu xám thì là những cái phần mà không bao gồm này, và chúng ta sẽ phải mua bên ngoài đó. Bên dưới đây sẽ là một số những hình ảnh trong quá trình sử dụng sản phẩm. Đây, trên này là một số những cái chức năng của nó này. Nó có thể quay được độ phân giải là 5,3K 30fps ở một cái tỷ lệ khung hình như thế mà nó quay 5,3K rất là lớn đúng không nào anh em? Và có thể quay 4K 60fps, chụp ảnh 19 megapixel, camera 1 inch, cảm biến 1 inch này. Vẫn có chế độ chống rung đặc độc quyền của X-T360, có thể chống nước là 5 mét đó, không dùng kết bảo vệ thì có thể chống nước 5 mét, có thể điều khiển bằng giọng nói và tự động xoay màn hình, tự động xoay khung hình, có cái thiết kế là tháo lắp này, adaptive design, ok, có hyperlapse luôn, HDR photo và night shot. Thì cá nhân tôi thấy thì cái hyperlapse này của X-T360 hoạt động tốt nhất ở trên cái chiếc camera 360 hơn là trên những cái chiếc action cam có cái khung hình nó cố định như thế. Còn trên camera 360 thì nó hoạt động vô cùng là tốt luôn. Chúng ta có thể xem một số những clip hyperlapse mà tôi đã đăng trước đây, và tôi sẽ để gợi ý ở trên phía góc màn hình, anh em nhớ kích vào xem ủng hộ Tokyo Camera nhá. Và bây giờ chúng ta cùng đi đập hộp cái con camera này ngay nào, quá là nóng rồi. Nếu mà anh em quan tâm đến sản phẩm của X-T360 chắc hẳn anh em đã vào tham khảo một số các reviewer nước ngoài rồi cũng nào. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ cùng xem và trải nghiệm thực tế ngay cái con 360 1R này luôn, chứ không đánh giá gì nhiều bên ngoài nữa. Đó, đây, tất cả nó sẽ nằm ở đây, chứ nó không chia ra thành từng bộ phận giống như trên bản Green Edition nữa. Và đây, chúng ta có thể nhìn thấy chiếc camera vô cùng là to, to kinh khủng khiếp luôn anh em ạ. Đó, đây là chiếc camera mà cảm biến 1 inch, chúng ta có thể thấy. Đây, tôi dơ vào gần chúng ta nhìn rõ hơn nhé. Đó, và cái camera này ở đây có ghi là Leica, camera này được làm bởi Leica kết hợp với cả Leica để cho ra cái chiếc camera này. Ok, khẩu độ là f/3.2, tiêu cự là 14 mm thì phải. Lát nữa chúng ta sẽ cùng xem thử lại. Đó, và mặt sau này nó có ghi này, đúng rồi, tiêu cự 14,4 mm, 1 inch wide angle, góc rất là rộng luôn anh em ạ. Đó, vẫn là cái module màn hình với cả pin thiết kế tháo lắp kiểu như thế. Và bây giờ chúng ta cùng bóc siêu ngay cái em X-T360 1R này nào. Đây là bản 1 inch camera anh em nhá. Camera thực sự nó rất là lớn, nó lớn tương đương với cả camera của những cái chiếc máy ảnh compact đấy, có thể hơn đấy. Đây, tôi sẽ tháo ra thử nhá. Vẫn như thế, vẫn cái cách tháo lắp giống như trên bản Twinoy. Đây, nhưng mà chúng ta để ý nhá, đây khi tôi lắp vào này, lắp vào đó, cái phần đằng sau này, cái phần đằng sau phía mặt màn hình, đằng sau camera, nó sẽ nhô lên một cục như này đấy, chứng tỏ là cái cảm biến này nó sẽ rất là lớn và cái bộ xử lý của nó cũng rất là lớn. Đây, để mà lắp vào trong chiếc kết này thì nó phải như thế nào nhỉ, tôi thử nào. Lớn như này sao đút vừa trong cái kết này nhỉ? Đúng rồi, đút không vừa, đút không thể vừa được. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Là chiếc camera này nó có thể tháo ra được anh em ạ. Đó, có thể xoáy ra được. Đây, xoáy nó ra.
đó, bảo vệ camera lớn như này mà, và cái vòng này bằng sắt, bằng kim loại rất là chắc, không lo lại có thể chạm được đến chiếc camera này. Đây anh em nhìn camera nó lồi lên như này, góc rộng mà cảm biến rất là lớn ở phía trong. Đây sẽ lắp vào trong cái chiếc kết bảo vệ cho chắc ăn nhá. Đó, lắp nó vào. Rồi, và sau cùng chúng ta mới lắp cái chiếc bảo vệ len này lên. Tuy là nó sẽ hơi phức tạp hơn một chút so với cả những cái chiếc action cam khác mà chúng ta chỉ việc đặt nó vào thôi, nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có một cái cảm biến nó phải gọi là siêu to khổng lồ luôn. Đó, bây giờ tôi sẽ bật thử nó lên nhá, không biết là nó có pin chưa. Sẽ bật máy lên để anh tin luôn. Sẽ bật máy lên và kết nối, và vẫn nó vẫn sử dụng app Insta360 ONE R ở đây. Ok, và như vậy là tôi đã vào được trong cái chiếc camera này rồi. Và đây sẽ là cái màn hình preview của nó. Thì như anh em có thể thấy nhìn vào trong này, anh có nhận ra điều gì không? Cái camera của nó tuy góc rất là rộng nhưng mà hình nó bị bo cong khá là nhiều. Đó, hình của nó bị bo cong khá là nhiều thì chắc là nó sẽ có cái chế độ để nó có thể crop hình lại, hoặc là nó nắn lại để cho nó bớt cong đi. Lát nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái chế độ này sau nhá. Ok, đây tôi đang để là 5.3K thì của mình là 16:9 và 30 khung hình trên giây. Rồi, và khi mà tôi đã kết nối vào thì nó sẽ báo là chúng ta sẽ phải active cái chiếc camera này trước khi mà sử dụng. Thì tôi sẽ ấn vào đây, active. Đó, chờ một chút. Đó, và như vậy là đã active xong cái chiếc Insta360 này rồi. Bắt đầu, nó vẫn giống như là trên bản 4K, chúng ta có thể xoay dọc camera để quay tỷ lệ khung hình dọc, cũng như là xoay ngang camera ra để quay khung hình ngang. Đó, đó, chuyển đổi rất là nhanh. Tôi sẽ giới thiệu qua về cái giao diện phần mềm nó ở đây. Tôi bật quay màn hình lên cho anh em cùng theo dõi nhá. Và đây, đây sẽ là cái giao diện camera của nó này. Tôi sẽ ấn vào đây để connect vào camera. Mình sẽ báo là chưa có thẻ nhớ ở đây. Đó, thì ở đây nó có một số cái chế độ quay standard, video timelapse và auto timeshift. Ok, tiếp theo là sang chọn tỷ lệ khung hình, đó là 5.3K 30fps tỷ lệ 16:9, 5.3K 25:24, 4K 60, 4K 30, 25:24, 2.7K 60, 30, 25:24. Nó sẽ có tất cả các cái tùy chọn tỷ lệ khung hình nó đều có 25 và 24fps. Đến 1080 thì nó có thể quay được là 120fps, 60, 30, 25:24. Đó, và ở đây thì tôi không tìm được chế độ slow motion, chắc là ở 1080p nó sẽ quay được slow motion. Và ở đây sẽ là những cái góc quay như tôi đã nói từ đầu, thì chúng ta có thể tùy chọn được góc quay của nó. Ultra wide là góc siêu rộng này, đấy, đến wide là góc rộng, nó sẽ nắn được lại một số những cái cạnh góc ở đây để cho nó bớt bị bo cong đi. Tiếp theo là đến linear. Đó, như vậy là ở đây thì ở cái tỷ lệ khung hình này thì nó đã nắn cho mọi thứ nó được thẳng nét lại rồi, và chúng ta có thể tha hồ quay bởi vì là cái cảm biến của nó tận 5.3K cơ mà anh em. Chúng ta có thể tha hồ quay ở cái tỷ lệ khung hình này. Đó, như anh em thấy đây, góc nó vẫn khá là rộng để chúng ta có thể quay được một cái vlog mà nó không bị bo hình quá là nhiều và nó cũng không bị cắt vào quá là bé. Và tiếp theo là narrow, thì đây là chế độ quay gần như là quay cận rồi. Đó, ok, chúng ta có một trang quay thì nhìn sướng. Tôi không lo ngại về cái vấn đề cạnh nó bị bo cong lắm, bởi vì góc rộng chúng ta phải chấp nhận là tất cả mọi camera góc rộng đều phải chấp nhận. Đây là tùy chỉnh cái ánh sáng, đây là ISO này, đó, bù trừ sáng này, cân bằng trắng này, chế độ focus này, và màu lốc vẫn sẽ có màu lốc cho anh em nhá. Tiếp theo sang một số chế độ cài đặt ở đây, nó có thể bật grid, biểu đồ histogram và GPS. Vậy thôi. Sang chế độ chụp ảnh thì một số cái chế độ như thế anh em chắc là anh em cũng đã biết rồi. Đó, và chỉ thế thôi. Và còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau cầm chiếc camera này đi quay test một số những khung hình rất là hấp dẫn đây.
bây giờ đang ở cái chế độ quay là 5.3K 30fps normal. Sẽ test chống rung cái con camera này bằng cách là chạy để anh em nhé. Ok, và bây giờ là chế độ quay 4K 60fps normal và mình sẽ test chống rung ở chế độ này xem nó có khác biệt gì nhiều không. Xin chào các bạn, mình là Linh. Ok, và như vậy là anh em đã vừa xem xong clip trải nghiệm cũng như là trên tay nhanh cái phiên bản Insta360 One R bản camera 1 inch này. Thì mình sẽ nói qua về một số những cái ưu và nhược điểm của con camera này mà mình đã cảm nhận thấy trong cái quãng thời gian mà mình sử dụng. Đó, đầu tiên là về ưu điểm trước đi. Thì cái ưu điểm mà mình thích thú nhất với con camera này đó là nó được thiết kế bởi Leica. Leica là một cái hãng camera khá là nổi tiếng, cho anh đã biết mỗi con camera của nó đều rất là đắt tiền. Hầu hết các em nhiếp ảnh đều mơ ước có một con camera Leica. Đó là một ưu điểm cho cái con Insta360 One R bản 1 inch mà mình đang rất là thích. Tiếp theo, ưu điểm tiếp theo của nó đó chính là cái góc của cái con camera này nó rất là rộng. Nó là cái tiêu cự của nó tận 14.4mm, tức là nó rất là rộng. Và nó tuy là nó có bo cong nhưng mà đổi lại chúng ta là một cái góc rất là rộng. Hầu hết những cái con action cam góc rộng đều phải chấp nhận cái sự bo cong của khung hình này, thậm chí là những con camera 360 độ. Ưu điểm thứ ba, cái khả năng chống rung của nó tôi khá là hài lòng với khả năng chống rung của nó ở một cái góc rộng như thế, nhưng mà nó chống rung vẫn rất là tốt. Còn cái ưu điểm thứ tư mà tôi thấy được đó chính là trong cái giao diện phần mềm, trong cái cách mà chúng ta sử dụng, ở mỗi cái độ phân giải video chúng ta lại có thể chọn được các cái tốc độ khung hình nó tương tự như nhau, như là 24fps, 25fps, 30fps, rất là thích hợp so với những anh em thích quay những kiểu cinematic, chọn những cái tốc độ khung hình nó không cao quá, nó không bị smooth quá, giúp chúng ta có một cái trải nghiệm người xem sẽ vô cùng là tốt. Đó là một ưu điểm nữa. Và một cái ưu điểm mà tôi khá là thích ở trên cái chiếc camera này, rất là thích, đó chính là cái khả năng tháo lắp của nó giúp cho chúng ta tùy biến rất là nhiều. Ở trên những chiếc GoPro chúng ta sẽ không có màn hình ở đằng trước để có thể theo dõi được những cái góc nhìn selfie, đúng không? Còn ở trên những chiếc Osmo Pocket thì chúng ta lại có hai màn hình để có thể theo dõi, nhưng mà bù lại thời lượng pin của nó sẽ không được lâu. Còn ở trên chiếc camera này nó rất là thông minh, nó chỉ có một màn hình thôi, nhưng mà cái thiết kế tháo lắp của nó đây cho anh em thấy. Đây, với cái thiết kế tháo lắp này chúng ta có thể tha hồ xoay màn hình ra trước này, hoặc là xoay màn hình ra sau. Đó, rất là tiện lợi, đúng không nào? Anh em tha hồ có thể quay selfie hay là quay những cảnh hành trình một cách rất là tiện lợi mà không cần thiết phải có hai màn hình để tốn pin làm chi. Đó là một cái thiết kế mà vô cùng thông minh với cái nhà Insta360. Đó là một ưu điểm nữa. Còn ưu điểm mà cuối cùng mà tôi rất là thích đó chính là cái thời lượng pin trên cái con Insta360 này nó thật sự đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta sử dụng. Trong khi đó thì cái cảm biến của nó đã rất là lớn rồi, và có cái cục pin này nó phải nuôi một cái cảm biến lớn như thế mà cái thời lượng pin nó vẫn đảm bảo chúng ta hoạt động. Thật sự đây là một cái điểm mà tôi khá là ưng ý. Còn về phần nhược điểm thì sao? Nhược điểm đầu tiên mà tôi không hài lòng trên chiếc camera này đó là nó hơi bị to hơn một chút, hơi bị to hơn so với cả những chiếc action cam thông thường. Và cái nhược điểm tiếp theo mà tôi thấy rằng là cái con action cam này nó mang đến cái cảm giác hoạt động thực sự chưa được thoải mái cho lắm. Đó chính là cái thời gian sử dụng của nó tuy là lâu nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng lâu như thế thì nó lại khá là nóng. Đó. Và cuối cùng, nhược điểm cuối cùng đó chính là ở chiếc màn hình này. Chiếc màn hình này tôi cảm thấy là nó khá là bé.
khá là bé. Chúng ta hoạt động tôi nghĩ là nó không được thực sự thoải mái so với những cả những cái chiếc action cam khác, như là chiếc Osmo Pocket hay là chiếc GoPro Hero. Ok, và trên đây là một số những cái ưu nhược điểm của chiếc Insta360 ONE R này mà tôi cảm nhận thấy trong quá trình mà tôi sử dụng. Vậy anh em cảm thấy như thế nào về chiếc camera này? Đừng quên để lại bình luận ở phía dưới, cũng như là nhấn like, subscribe video và ấn vào nút chuông để có thể nhận thêm những thông báo về video tiếp theo. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.